kia rồi. Nó nói gần lại mình sẽ đập vỡ nó. Hả? Khoan đã, dù cái gì để đập đây? Mình chưa có mượn kia retro của chị Enma nữa. Thôi không ổn rồi, thì tại cái cục điện vậy. Hả? Thử sức mạnh này, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày xưa vì ghen tị với sức mạnh của rồng, nên ngươi lại giết nó để có khả năng nâng được nhân vật nặng phải không? Hả? Chị nói gì kỳ vậy? Không phải chị mới là người đang sở hữu sức mạnh của một chú rồng đã chết vì đói sao? Hả? Không, không bao giờ có chuyện đó. Nếu như ngươi nói là dối trá. Kỹ năng phân thân của tên Romeo khó chịu quá, mà không thể nào xác định ai là thật cả. Khoan đã, liệu nó có phải là phân thân hay không? Từ nay đến giờ các Romeo đều xuất hiện từ trên cao xuống, và hắn ta đang sở hữu kỹ năng gọi mưa. Khoan đã, trời mưa, phân thân. Mà nhận ra rồi, đó không phải là phân thân, mà Romeo đã hóa thân thành những giọt nước mưa khác nhau. Đã đến rồi sao? Nhưng người đã muộn rồi. Hãy trải nghiệm cơn mưa Romeo ập xuống để xem người thoát ra kiểu gì. Dù có việc chỉ tức thời đi đâu nữa, người có không thoát được đâu. Hả? Cái bộ trợ tên là Romeo, không ổn rồi. Cả một đội quân hùng mạnh như thế này, ta có thể dễ dàng đánh bại tất cả thần chết trên trái đất này. Nào, những giọt nước mưa, hãy tiếp tục hóa thân thành tay đi, cùng bao phủ khắp nôi chim nào. Hai, trở lại mưa nữa rồi, mình tính tí nữa đi chơi thế mà. Anh Violet, dậy đi, kể từ khi trở về từ đuôi năm thợ săn, sao anh cứ nằm đây ngủ hoài thế? Ôi, ngủ đi, trời mưa mà không ngủ thì làm gì giờ? Thiệt là hết biết, cách đây vài ngày anh còn nói là phát hiện ra sự thật gì đó, thế mà bây giờ anh lại nói là không nhớ gì cả. Là do anh chắc chắn đã làm gì đó rồi, nên cái tên thằng chết Violet này mới lú lẫn như vậy. Tức thật, em cũng khá là tò mò về việc đó, khi ấy là anh Violet còn định kiếm Tayaki nữa, không biết là họ có liên quan gì đến nhau không nữa. Lo cho tên ngốc ấy quá. Hả? Không, đừng khi làm nha. Em cũng không quan tâm gì hắn đâu. Shhh, im lặng thì coi để tao ngủ nào. Ông màu quá. Nói chuyện nghe quên đấm ghê đó. Ô, nè mọi người, thần chết Shinigami vừa có thông tin là tai nạn xe buýt ở bên kia đường. Đi tới đại linh hồn với tôi không? À thôi, trời mưa to thế này tao lười lắm, khi khác đi nha. Ô, tiếc vậy. Còn cậu thì sao Shinigami, đi không? Người đi một mình đi, tao không có rảnh. Dăm ba cái tai nạn giao thông đó thì chắc ai sẽ chết đâu. Hai, tao đã có lòng tốt đi rủ đi tức là linh hồn mà còn chê. Tên này chảnh thật. Cái gì? Ngươi bị nói cái gì? Nói lại coi nào. Ta nói là... Hả? Ôi, cậu ta vừa bị tấn công. Ai đấy? Ơ kìa, đó là... Romeo. Lại là ngươi. Ngươi đến đây để gây sự à? Nó không phải là gây sự, đây là một cuộc chiến và ta sẽ thử hưởng hết lũ hoàng gia các ngươi. Ơ, tên này điên rồi à? Đây là địa phận của thằng chết đó, bọn ngươi chán sống rồi hả? Không, lũ cơn bão các ngươi mới là chán sống ở đây. Khi mà dám ở lại trong cơn mưa này, trong vòng ngày hôm nay, ta thề là sẽ dập sạch hết từng đứa một. Ôi trời! Anh Shinigami, anh vừa giết Romeo sao? Nhưng mà hắn ta đâu có trong nằm trong cái hạch tức là linh hồn đâu. Cái tên phi phức đó thật là không đáng sống. Giờ thì ta có thể an tâm mà không bị hắn làm phiền rồi. Hả? Vậy không được nữa sao? Hừ, ui da, đau đầu quá. Vừa nãy đã có ai đánh mình thế nhỉ? Hả? Ơ kìa, tên Romeo này vẫn chưa chết. Các người nghĩ rằng ta có thể chết dễ dàng như vậy sao? Hả? Ôi, cái
ta sau lưng kìa, Ashigami. Hey. Cái gì? Hắn ta vẫn còn sống sao? Ta không thể là chết được đâu. Ta đã nghiên cứu rất là kỹ về đặc tính thần chất của các ngươi rồi. Và ta sẽ không chết kể đó khi dẹp sạch mọi thần chất ở thành phố này. Người điên thiệt rồi. Hả? Cái quái gì thế này? Có tận 3 tên Romeo tấn công mình sao? Sức mạnh của hắn đã hơn hẳn lần trước rồi. Bây giờ ta đã có một đội quân cho riêng ta. Đội quân nước mưa. Bọn chúng tuy chỉ là những giọt nước mưa khác như ta, nhưng mà chúng đều chứa nỗi hận thù thần chết như trong ký ức. Với sự cơ phận ấy, ta tin rằng sẽ không có hận chết nào có thể chiến thắng. Ngươi đừng có mà hù dọa ta nhé. Hả? Anh Shinigami, chúng ta hãy đi tìm tên Rodeo thật nào. Cái tên đáng ghét này, ta mà tìm ra được ngươi thì đừng có trách. Tụi này không phải là tên thật. Người ở đâu? Xuất hiện đi. Hả? Ashigami, anh làm sao chứ? Thiệt là bực cá mình. Ai, cái gì mà ồn quá vậy? Vào đó chạy rồi à? Giúp tụi em với. Tên Rio này đã giấy trò gì nè? Không ai trong chúng là thật cả. Hừ, ai cần hắn giúp chứ? Một mình ta đã hết tụi này là được rồi. Chết này, chết này. Hả? Không mà giúp thì thôi. Ngủ tiếp vậy. Hả? À ha, thì được ngươi rồi nhé. Định trốn cái gì? Tinh thần chết. Hả? Khó khăn lắm ta mới tìm được chỗ nghi ngươi. Mà ngươi giả phá đám. Ôi, chuyện gì thế? Sao cái tên Romeo này lăn đùng lên nằm đất cá rồi? Ai, đã bảo là không cần ngươi giúp mà Violet là mất cả hứng. Ai bảo hắn giả phá cho ngủ của ta? Để hỏng hết cả rồi. Rồi sao đây? Bọn này là ai mà từ trên trời rớt xuống vậy? Ơ, anh không nhớ gì sao? Đây là Romeo, con trai của ông giám đốc trung tâm hội săn đó. Hả? Ông ta là đau đầu quá. Hả? Lại nữa rồi. Sao mới lần nhắc đến ông giám đốc là anh Vân lại đổ mồ hôi thế kia? À, thôi chết, trễ rồi. Tôi phải ra ngoài chỗ tai nạn giao thông, tức là linh hồn trước khi bị cướp mất đây. Hả? Cái gì nữa? Ôi trời, chúng còn đâu lúc nãy nữa. Hả? Em có nhìn nhầm không? Chúng bay từ trên trời xuống, cứ như là những giọt nước mưa ấy. Tuyệt lắm, tụi bay nhào vào hết đi, tao đang hăng hái đánh nhau ở đây. Hả? Ơi này, đâu có thể tao không dám đâu. Này mọi người, cùng đưa tôi đến chỗ của Yaki và Violet đi. Tôi có chuyện muốn nói. Hả? Anh nhớ ra điều gì rồi sao? Có lẽ là thế. Hay chúng ta hãy đi nào. Ở đây mà chiến đấu nữa là chỉ tốn sức mà thôi. Hả? Hay. Sao cứ bỏ chạy hoài vào Yaki? Quay lại mà chiến đấu đường đường chân chính đi chứ. Ngươi lộ các bản mặt thật ra đây, rồi tao nói chuyện tiếp. Cái tên Romeo này khôn lỗi thật, mà không thể nào cứ né đầu mãi được, mà tấn công thì lại càng không. Đánh nhau với giọt nước mưa của hắn là tới hơn sức mà thôi. Mà lo cho những người còn lại quá. Đối thủ của họ toàn là người thành viên cấp cao, liệu có ổn không đây? Phải triệu hồi linh hồn cô gái bơi lên để đẩy hắn ra thôi. Hả? Ta thấy rồi nhé, đừng có hòng qua mắt của ta. Tôi chết rồi, búp bê của mình đã rơi xuống cầu. Hả?
một cây gậy khổng lồ. Ôi trời ơi, vũ khí của chị ấy thật là lợi hại. Sẽ còn lợi hại hơn nữa nếu như lời rìu này dùng để trả thù kẻ đã giết rồng. Ôi, trời mưa to quá, mà không thấy nào xác định được họ đang ở đâu. Hả? Ôi, cái gì thế? Làm tới lắm ọt, hãy tiếp tục tấn công nó đi. Tuân lệnh. À, thôi chết rồi, bài sắp xuống nào Mantico, có chuẩn bị bỏng đó. Đói quá đi mất, mình chưa ăn gì cả. Lại đây nào cô gái, lại đây. Ta sẽ không chịu thua đâu. Ai cho người đứng dậy hả? Tấm khiên của hắn nặng quá, mà không phải là nhấc tay cho lên được. Cô môi đã dính bậy, và bây giờ đã đến lúc hành quyết. Ôi không, mọi người đang gặp nguy hiểm. Mình hay là mình sẽ dùng kỹ năng đó nhỉ? Nhưng mà mình tính dùng nó để chiến đấu với ông doanh đốc. Nhưng nếu không dùng thì mọi người sẽ chết mất. Câm lặng toàn cầu. Đây rồi, da kia đã sụn nó, vừa kêu thắt chết. Đói quá, mà sắp ngất xỉu rồi. Hả? Ủa, hết đói rồi. À ha, thôi ngươi không chạy tiếp nữa. Mơ rồi à, thế hãy nhận lấy này. Ha. Sao có những cái điều nặng thế này? Ủa, gì thế? Chuyện gì thế? Romeo, kẻ thốt đưa rồi đấy. Bây giờ tao phải cho cậu một trận, rồi sẽ sang hỏi 24 của cậu. Thôi chết rồi, mình quên mất lại bản thân của đang bị câm lặng. Ta đã nghiên cứu trước kỹ năng của ngươi rồi, tất cả mọi người trên thế giới này đều đã bị câm lặng. Nhưng nếu như ta cầm súng thì sao? Ngươi có thể đấu lại không? Ôi, mình đã quá chủ quan rồi, mình đã không nghĩ đến trường hợp này. Hy vọng rằng nhưng còn lại sẽ ngoài chấm thắng lợi và qua đây giúp mình. Kỹ năng của mình đã biến mất. Thế là chúng ta đã công bằng rồi nhé. Bây giờ ông anh không có tấm khiên thì không còn sức mạnh nữa. Tôi lên trước đây. Hả? Ông anh Han này vừa đỡ đòn của mình một cách dễ dàng. Có lẽ nhiều người đã hiểu lầm về sức mạnh của ta. Tứ trụ bọn ta không có yếu như bọn hội bí ẩn đâu. Tuy nhiên mất đi thứ kỹ năng, bọn ta vẫn có thể thích nghi tốt với lại sức mạnh vật lý vốn có của mình. Chị Marigold ơi, hay là chúng ta làm hòa nhé. Dù sao thì chúng ta cũng không được dùng kỹ năng mà. Ờ, ý kiến hay đấy. Hay là chúng ta cần làm hòa nhé. Hả? Sao làm hòa mà chị lại phát cái gậy to đùng thế làm gì vậy? À, cái gậy này chị dùng để giấm lưng thôi mà. Nào, đừng chạy, lại đây. Cũng may là ở dưới đất có cái đệm rồi so. Ô, Savia, xem ra là cả hai chúng ta đã mất đi kỹ năng rồi. Tôi cũng không muốn nói nhau với cô đâu. Hay là ngồi nói chuyện tí đi, tôi sẽ thuyết phục cô.
Hả? Kìa, rõ ràng là Yaki đã cầm lặng thành cầu rồi mà. Tại sao cô vẫn có thể tiếp tục? Tôi có khả năng kháng cầm lặng mà. Nhờ đó mà đã có thể đánh bại Happy Sat lần trước đấy. Vậy à, hay nhỉ. Bye. Đứng lại. Này, trốn. Đi theo ta nào. Này Yaki, cậu có lời trăn trối nào trước khi chết không? Mình phải cô giờ thôi. Còn 30 giây nữa là hết thời gian cầm lặng toàn cầu rồi. Lúc ấy thì mình mới có thể dịch chuyển tự do trở lại. Được rồi. Sau đây là lời trăn trối của tôi. Tôi tên là Yaki Natsumi, 22 tuổi, làm nghề cảnh sát. Hôm nay tôi... Tao nói đùa đấy, sang thế giới bên kia mà trăn trối tiếp đi. Vĩnh biệt.